Tin giáo phận, thánh lễ an táng cha cố Stefano Nguyễn Văn Ri. Cha cố Stefano Nguyễn Văn Ri đã giả từ cuộc sống trần thế để về nhà cha trên trời vào lúc 11 giờ 20 ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại Tư Gia thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Một hành trình 80 năm làm con Thiên Chúa nơi trần thế với 51 năm làm người tư tế của Chúa. Thánh lễ an táng được cử hành long trọng vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường, do Đức Giám Mục Du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ sự, cùng đồng tế có Đức Cha Ferro và đông đảo quý cha trong giáo phận Phú Cường. Khởi đầu thánh lễ, cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, chánh văn phòng tòa Giám mục giáo phận Phú Cường, tóm lược tiểu sử cuộc đời của cha cố Stefano là người con của họ đạo Bình Sơn, cha cố vào tiểu chủng viện Thánh Du Xe vào năm 1953, khi ấy 12 tuổi, thủ phong linh mục vào ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại thủ đô Manila, Philippines. Sau khi được thụ phong linh mục, cha cố đã dấn thân phục vụ dân chúa tại các giáo xứ chánh tòa Phú Cường, thư ký tòa giáo mục Phú Cường, chánh xứ Bắc Hà, Mỹ Khánh, Phước Điền, Đức cha Giuse tỏ lòng mến thương và chia buồn cùng tan quyến của cha cố Stefano và mời gọi cộng đoàn cùng hướng nhìn về cuộc đời của cha cố, người đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và dân Chúa, người đã sống trọn vẹn tính thuộc về, thuộc về Thiên Chúa, thuộc về giáo hội để bước trọn con đường thánh hiến, bước trọn theo chân Chúa Kitô. Đức cha mời gọi sự hiệp nguyện cho cha cố sớm được vui hưởng cuộc sống đời đời trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của mọi người. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chia sẻ về thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người và sự chết mà mỗi người sẽ phải trải qua và mời gọi mọi người cùng suy niệm về sự chết và những gì sự chết gợi lên trong tâm hồn của chúng ta theo đức tin của Kitô giáo. Chết là hết, hay là còn gì nữa nhắm mắt xuôi tay, thân xác trở về các bụi, linh hồn đi đâu và về đâu. Con người được tạo dựng trong tình yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn con người được tham dự vào niềm vui hạnh phúc đời đời với Ngài. Nhưng chính vì tội lỗi của con người mà con người phải chết. Trong cuộc đời, ai ai cũng phải trải qua hành trình của sinh, lão, bệnh, tử. Trong niềm tin vào đấng phục sinh, chúng ta luôn tin tưởng vững vàng rằng cha cố Tefano đã đi chọn con đường hẹp để trở nên trọn lành. Ngài đã luôn kiên vẫn bước theo Chúa Kitô cùng tham dự vào công trình cứu độ của Chúa qua sứ vụ tư tế của Ngài. Cha cố đã được hồng phúc khi được vị thánh là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ sáu truyền chức linh mục tại Manila, Philippines vào năm 1970 trong dịp Đại hội các giáo mục toàn châu Á lần đầu tiên. Sau phần tri ân của đại diện gia đình cha cố, cha giám đốc nhà hưu dưỡng cử hành nghi thức phó dân và tiễn biệt, đưa tiễn linh cửu cha cố Stefano về nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh Mục Giáo Phận Phú Cường. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha cố, sớm được hưởng tôn nhang thánh chúa nơi quê hương đẹp tươi chúa dành cho cha.